Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sevilla và câu lạc bộ Real Sociedad. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 27 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 3 theo giờ Việt Nam, và theo đánh giá thì hai đội sẽ đá với mức kèo chính trận này là kèo đồng. Mức kèo cũng có thể tăng 0.25 và tăng lên nữa là 0.5, đó là mức kèo phụ do Sevilla sẽ chấp Real Sociedad. Mức tài xỉu là hai trái 2.25 và 2.5, tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần đối đầu gần nhất của Sevilla và Real Sociedad thì Sevilla hòa 2 và thua 3 trước Real Sociedad. 5 trận thi đấu gần nhất của Sevilla, Sevilla thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Real Sociedad thì Sociedad thắng 1 và thua 4. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Sevilla mức kèo đồng nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Real Sociedad thì mình thấy là Sevilla họ cũng không thua kém gì Real Sociedad đâu. Thứ hai nữa thì trận này Sevilla có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì chọn mức kèo đồng đi. Nếu như hai đội kết thúc với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Sevilla, chúng ta cũng không thua kèo. Những lần thi đấu trên sân nhà ở thời gian gần đây thì mình thấy là Sevilla họ đang có thành tích thi đấu cũng cực kỳ tốt luôn. Ở lượt trận này thì tiếp tục Sevilla họ sẽ có được lực lượng đầy đủ nhất, mà gặp Real Sociedad thời gian gần đây đang có phong độ cực kỳ thảm hại thì biết đâu đây sẽ là cái cơ hội để cho Sevilla có lần đầu tiên đá bại được Real Sociedad sau 5 lần đối đầu chưa thắng được đối thủ này thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Sevilla mức kèo đồng ở trận này, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là hai trái 2.25 và 2.5. Những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 bàn trở lên là nhiều. Với lại là cái hiệu suất ghi bàn của hai đội ở những lượt trận vừa qua nó cũng đều đặn. Mình nghĩ cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và sẽ có nhiều bàn thắng được ghi một lần nữa. Dự đoán sẽ là 2-1 nghiêng về cho Sevilla hoặc 3-1. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài trận này nhé. Đá nhẹ tài 2, canh tài hạ dưới 2 thì hãy nên vào tài theo ý muốn của các bạn. Và ngoài ra các bạn có thể là đá cái mức chơi phụ là hai đội đều ghi bàn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0.75. Do đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và phong độ đang ổn định hơn thì Sevilla họ sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước, và thậm chí là 2-1 nghiêng về cho Sevilla ở hiệp 1 không chừng. Hiệp 1 các bạn chọn Sevilla kèo đồng nhé và đã tài 0.75. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Sevilla và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy, ưu tiên chọn tài hiệp 1 trận này.